máy xúc lật Le Mans ZL936, nâng pallet gạch 1.000 viên đựng đặc. Đây, hiện tại là kiện gạch thứ tư. Máy rất khỏe nha các bác. Đẩy ép một kiện gạch 1.000 viên khác vào sâu trong xe. Le Mans 936, công suất 76 kW, có turbo, nối trọng làm cực kỳ chắc chắn. Hệ thống là khung sườn tì đổ dày dặn.